Kính chào các bạn, mới quay trở lại những hỏi đáp về u hạch ung thư vú của bác sĩ Quang. Hôm nay tôi xin đọc một câu hỏi trong nhóm bác sĩ Lê Hồng Quang phòng chữa u hạch áp xe ung thư vú. Bạn có thể lên Facebook hoặc Google đánh tên bác sĩ Lê Hồng Quang bệnh viện ca thì sẽ ra nhóm. Và video này sẽ được đăng trên kênh là Nguyễn Ngọc đang xử lý, hiện là đang xử lý một cái video mà về vú 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 lụn lụn cho con vú. Câu hỏi hôm nay là đang cho con vú có thể làm sinh thiết được không? Hỏi bác sĩ một chút là hôm nay em đi siêu âm tổng quát phát hiện ra một nang bên vú phải kích thước 7 x 14 mm và một hạch nách khoảng 6 mm gần đó, em rất lo lắng. Bác sĩ nói có thể do em đang cho con bú nên nang bọc sữa và hẹn khám lại. Em đang cho con bú có thể làm sinh thiết được không ạ? Bác sĩ Quang trả lời là em cai sữa xong thì nên đi khám lại nhé. Đang cho con bú thì không làm sinh thiết được. Và sở dĩ mỗi những hỏi đáp ở trong nhóm thì đều có đường link để quay lại cái danh sách các tư vấn về ung thư vú. Ví dụ như là tôi click vào cái link ra click xem danh sách như sau: hạch sau khi mổ u, chuẩn hóa chất trước khi mổ u, vú mỡ có thành ung thư vú. Hỏi một chút đấy ạ, em đã bị một u cục ở vú bên phải, từng đi khám và sinh thiết thì kết luận là u sơ tuyến vú. Lần khám gần đây nhất thì cách đây 9 tháng là em đã có thai ở tuần thứ 27. Do có thai nên em chỉ được siêu âm và sinh thiết không chụp chiếu. Bây giờ em muốn đi khám lại thì có thực hiện đầy đủ 3 bước không hay vẫn không chụp chiếu ạ? Em đang cho bé vú ở tháng thứ 6 và nếu đang cho bé vú thì kết quả có chính xác không? Và câu trả lời của bác sĩ là em có thể có kết quả sinh thiết là u sơ tuyến vú, đó là cơ sở có thể yên tâm. Hiện giờ em đang cho bé vú thì nên khi đi khám lại thì chỉ cần bác sĩ khám lâm sàng và siêu âm thôi, không cần sinh thiết và cũng không cần X quang. Và sau khi nào cai sữa cho bé xong thì